người, Ephesians chương 4 câu 11 câu 16 cho biết như vậy. Một tập thể đông người, mỗi người làm việc theo ân tứ Chúa kêu gọi, Chúa ban cho. Mọi người đều làm, không ai ngồi không. Một tấm hình này bằng tiếng Anh nhưng tôi giải thích là ở trong sự hầu việc Chúa chúng ta đó, chúng ta kết hợp từ cái ân tứ thánh linh Chúa ban cho là spiritual gifts, chúng ta kết hợp từ cái khả năng mà Chúa ban cho là abilities, chúng ta kết hợp từ cái kinh nghiệm experiences, rồi chúng ta kết hợp từ cái trái tim heart for ministry, rồi chúng ta kết hợp từ cá tính personality cá tính. Năm cái yếu tố này xin biết Warren gom lại để rồi cho một con dân Chúa tìm hiểu mình thuộc về điều nào, ân tứ nào, kinh nghiệm nào, khả năng nào, trái tim mình thích làm điều gì nhất, khả năng rất đặc biệt. Và tôi còn nguyện để trong năm mới ông bà chị em để ý những điều này để rồi volunteer tình nguyện với các trưởng ban trong những thời gian kế đến. Và sẽ rửa tấm hình của ban lãnh đạo đã chụp rồi post lên trên cái tường, mà cho em biết mọi người trong cái vai trò trưởng ban thờ phượng, ban thông công, huấn luyện, phục vụ truyền giáo, ban nam giới cũng có những ban ngành đó, nữ nam giới cũng có, và em tuần tới bầu cử cũng sẽ có như vậy. Thì mình biết những người nào thuộc về cái lãnh vực mục vụ bên thờ phượng, bên truyền giáo, mình cộng tác với những người đó để làm việc. Và trong cuối tuần này hội chợ Tết rất cần bạn chị em cùng đi với chúng tôi từ 11 giờ đến 2-3 giờ chiều tại Sài Gòn Mall để chúng ta đến, chúng ta gửi thiệp mời, chúng ta chứng đạo, chúng ta gửi báo ứng đi về tài liệu chiến đạo cho đồng nghiệp của chúng ta thứ bảy 11 tháng gì. Mục sư John Maxwell nói về cái thẩm quyền của một người hầu việc Chúa lãnh đạo, nó kết hợp từ chức vụ, khả năng, cá tính, thanh niên và thuộc linh. Người có chức vụ thì bắt đầu có người sẽ lắng nghe, có khả năng sẽ có người lắng nghe, cá tính dễ thương, cá tính hòa đồng, cá tính mình gọi là đến với người được đó, thì rất dễ có người đến gần với mình, thanh liêm và thuộc linh. Và tôi thấy điều mà chúng ta cần phải trau dồi, có thể là trong chúng ta trau dồi hết cả năm, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh về chuyện thuộc linh, spirituality. Nếu có chức vụ, khả năng, cá tính, thanh niên mà thuộc linh kém quá, cầu nguyện còn yếu quá, lời Chúa không biết nhiều, không thể nào tư vấn, cố vấn cho một anh chị em chập chững bước đi trong Chúa, thì rất là buồn. Chúng ta phải được trưởng thành thuộc linh để chúng ta là người đi trước, hướng dẫn người đi sau. Xin Chúa dùng tất cả mọi chúng ta. Amen. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện và chăm cùng đứng lên với tôi.